Ngọc. Anh nói anh đi công tác đột xuất là ở đây à? Đã vậy thì tôi nói thẳng luôn cho cô biết, tôi khốn nạn đấy, tôi mất dạy như thế thì sao nào? Bấy lâu nay tôi không còn coi cô là vợ nữa. Tôi chỉ lợi dụng cái sự ngu dốt của cô mà thôi. Sao em gọi điện mà anh không nghe máy? Chắc điện thoại anh không để chuông nên anh không biết. Có chuyện gì sao trông em hốt hoảng vậy? Anh, cái số tiền mà em để ở trong tủ ấy, bây giờ em tìm không thấy nữa. Em đang tính để mấy hôm nữa em gửi ngân hàng, mà bây giờ em không tìm thấy đâu á. Thật ra số tiền đó là do anh lấy. Anh lấy á? Tại sao anh lấy mà lại không nói với em? Mà anh cần số tiền lớn như vậy để làm gì? Anh cũng không muốn giấu em nữa. Anh mới phải đền hợp đồng cho khách hàng, không còn cách nào khác, anh mới lấy hết số tiền tiết kiệm để trả cho họ. Chứ thực ra vẫn còn thiếu nhiều lắm. Anh xin lỗi vì đã không nói cho em trước. Sao anh không nói với em sớm? Mà anh cũng lo công việc nên em không trách anh đâu. Mà anh còn cần nhiều tiền lắm không? 300 triệu nữa. Anh biết là em không có tiền, chỉ cần em đồng ý lấy hết số tiền tiết kiệm đưa cho anh là anh biết ơn rồi. Còn lại anh sẽ đi vay thêm bạn bè. Mọi chuyện đâu còn có đó. Cứ để em tìm cách xem. Cảm ơn em. Có được em là điều may mắn nhất trên đời của anh. Chị tìm ai đấy? Chào chị, tôi tên là Ngọc. Có phải là chị đang cần tìm người giúp việc đúng không ạ? Tôi được chị Lan giới thiệu đến đây. Đúng rồi, chị vào đây. Đây, công việc cũng không có gì nhiều. Chị chỉ cần dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, nấu cơm cho tôi đều được rồi. Tôi sống một mình thôi, nhưng mà thi thoảng bạn trai tôi có qua chơi. Cho nên chị cứ làm tốt đi, tôi sẽ không để chị thiệt thòi đâu. Vâng, tôi sẽ cố gắng. Chị bắt đầu làm từ ngày hôm nay nhé. Thôi tôi đi ngủ đây. Chị không cần gọi tôi dậy đâu. Tôi cũng ăn cơm. Em sao vậy? Sao mấy ngày hôm nay anh không thấy em ở nhà? Bạn em đang lo khai trương nên em qua giúp ấy mà. Mà anh đã ăn gì chưa? Anh ăn rồi. Sao em lại để bản thân em mệt mỏi như thế này chứ? Em không sao. Em ổn mà. Em xin lỗi vì đã không chăm sóc được anh. Ơ hay, em nói cái gì vậy? Mình là vợ chồng với nhau, ai chăm sóc ai mà chẳng được. Với lại anh cũng lớn rồi chứ không phải là không đâu. Em có cái này cho anh. Đây là số tiền 300 triệu em vay của bạn em. Anh cứ lo công việc đi, rồi dần dần mình trả sau. Nhưng mà em lấy số tiền này ở đâu vậy? Là em vay của bạn em đó. Bây giờ anh cứ yên tâm lo công việc đi, rồi sau này em và anh sẽ trả sau. Cảm ơn em. Cuộc đời này anh mà phụ em, chắc chắn anh sẽ không sống yên ổn đâu. Nào, em biết rồi. Nào, có chuyện gì cứ nói với em. Em biết chưa? Đấy, em biết chưa? Anh biết rồi, anh biết rồi. Anh yêu em. Em biết rồi. Hôm nay em cái gì lại ngọt ngào thế. Mà thôi, em đi tắm đi ngủ đây. Thế thôi, em đi đi. Alo anh à, tối nay anh bảo anh sẽ đưa em đi xem căn nhà mình đã chọn đúng không? Thế tối mấy giờ anh qua thế? Anh nhớ qua sớm nhé. À đúng rồi, tối nay anh muốn ăn gì nào để em bảo chị giúp việc nấu. Vâng, em thuê giúp việc được mấy tháng nay rồi. Chị ấy tốt tính lại dễ thương lắm. Dạ vâng, thế nhá. Bye bye anh yêu.
À đúng rồi chị ơi, tối nay người em qua, chị làm giúp em mấy món ngon ngon nhé. Vâng. Mà cô Chi may mắn thật đấy, có người yêu vừa giàu lại còn chiều chuộng nữa. Mà cũng cảm ơn cô Chi nhiều. Tôi với cô là chủ tớ mà cô lại tốt với tôi quá. Mới quen biết nhau mà cô đã cho tôi vay 300 triệu rồi, lại còn trừ dần vào tiền công nữa. Không biết cái nợ này bao giờ tôi mới trả được cho cô. Trời ơi, ơn nghĩa gì, chị đừng có nghĩ nhiều. Chị được bạn thân của em giới thiệu, mà chị em mình lại còn là đồng hương nữa chứ. Trước nay em ở một mình buồn quá, bây giờ có chị đến ở với em vui hơn. Người em giàu mà lại còn chiều em nữa, chị yên tâm. À đúng rồi, em vào trang điểm lại với tắm rửa, chị làm tiếp đi nhá. Không, vâng. Anh, sao anh đến muộn thế? Anh đây. Anh còn phải đi làm, kiếm tiền nuôi vợ anh nữa chứ. Đáng ghét. Mà hôm nay có mang tiền cọc nhà không? Có, anh mang ở đây rồi. Em yên tâm, không phải lo. Chồng em là nhất. Thôi anh mau ngồi đi, anh ăn mau khỏi nguội. Đây đều là những món anh thích nhất đấy, mà giúp việc nhà em nấu ăn cũng ngon lắm. Anh ăn thử xem. Sao thế anh? Đồ ăn không ngon à? Không có, chỉ là mấy món này nó quen thuộc với anh thôi. Anh cần từ từ, còn vài món nữa cơ. Chị Ngọc ơi, đã xong chưa? Mang đồ lên đi. Mấy ngày hôm nay anh không gặp em, nhớ quá, cho anh hôn cái nào. Đồ ăn đến rồi. Ngọc, sao em lại ở đây? Câu đó tôi phải hỏi anh mới đúng chứ. Anh nói anh đi công tác đột xuất là ở đây à? Thế hóa ra hai người quen nhau à? Đúng là trái đất hình tròn. Em đi về nhà đi, lát nữa mình nói chuyện sau. Em biết cái người đàn ông khốn nạn này là ai không? Anh ta là chồng chị đấy, là cái người để chị phải chạy bệnh cả tháng nay để kiếm tiền do anh ta làm ăn đấy. Anh Đăng, sao anh nói với tôi là anh đã ly hôn với vợ rồi? Anh đem tiền của tôi đi cho gái, rồi anh nói dối là anh phải đi đền bù. Tôi phải đi làm ô xin để trả nợ cho anh. Anh là chồng, anh là đàn ông mà sao anh khốn nạn như vậy? Đã vậy thì tôi nói thẳng luôn cho cô biết, tôi khốn nạn đấy. Tôi mất dạy như thế thì sao nào? Bấy lâu nay tôi không còn coi cô là vợ đâu. Tôi chỉ lợi dụng cái sự ngu dốt của cô mà thôi. Bây giờ Chi là vợ mới của tôi. Anh là đồ khốn nạn. Ai là vợ của anh cơ chứ? Anh có biết số tiền chị Ngọc đưa cho anh là của ai không? Là của tôi ấy. Của tôi đưa cho chị ấy. Chỉ vì quen biết với anh mà tôi vô tình trở thành con rác thứ 13, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Nếu lại khốn nạn như anh, cút đi cho khuôn mắt tôi. Chị Ngọc, em xin lỗi chị. Em thực sự không biết em đã vô tình trở thành kẻ phá hoại gia đình chị. Em không cần phải ai đấy, em cũng là nạn nhân mà. Chị em mình xứng đáng có người tốt hơn. Đâm trúng người rồi, cứu tôi với. Anh ơi, có sao không ạ? Để tôi đưa anh đi bệnh viện. Cô đi xe mắt mũi kiểu gì thế à? Đâm gãy chân tôi rồi này, đền tiền đi, không tôi báo công an đấy. Nhanh lên.
tưởng ai. Hóa ra là anh chồng cũ khốn nạn của tôi đây mà. Trước đây lừa đảo quen thói, bây giờ lừa đảo chuyên nghiệp quá nhỉ. Không phải như thế đâu Ngọc. Em nghe anh nói đã. Anh biết là trước đây là do anh sai. Bây giờ anh mới nhận ra là chỉ có em mới là người quan tâm và lo lắng cho anh thôi. Hay là bây giờ mình quay lại với nhau em nhé. Anh hứa nếu như bây giờ mình quay lại với nhau, anh sẽ chỉ toàn tâm toàn ý với em thôi nhá. Quay lại á? Anh nghĩ anh xứng đáng để quay lại với tôi à? Hả? Cái loại người như anh á, có sách xếp cũng không xứng đâu. Đây, để tôi bố thí cho anh. Cũng nhờ anh ý mà có tôi ngày hôm nay. Xin chào và không bao giờ gặp lại. Ngọc! Yeah!